Trận đấu chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 trận đấu này thì đội tuyển Trung Quốc ra bóng trước. Lee Seok-yeon đã cho thấy ông muốn tạo nên những lực lượng sẵn sàng với tình huống lao lên. Rất chính xác. Đúng này. Đưa bóng vào. Đánh ra. Đây là phút thứ 9. Bất ngờ, một điều tuyệt vời đã đến tại Mỹ Đình. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết nhâm dần, tất cả chúng ta đều đã hy vọng có một hình ảnh tích cực của đội tuyển Việt Nam, và điều đó đã đến từ rất sớm. Chúng ta đã nói tới hồ tấn đài, chúng ta đã nói đến vị trí di chuyển như vậy, và thêm một lần nữa là cái duyên ghi bàn. Việt Nam tôi đó. Bây giờ phút thứ 9, 1-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.